Hello anh em, hôm nay giới thiệu cho anh em một cái chiếc thảm lót sàn cho xe ô tô dành cho riêng xe Kia Carnival nha. Thì xe Kia Carnival hiện tại đang rất là hot trên thị trường, rất nhiều người dùng vì cái tính năng rộng rãi của nó. Rộng rãi chở được nhiều người, đặc biệt là họ nâng cấp lên những cái xe giống như ghế massage đó. Nên cái việc thảm lót sàn dành cho Kia Carnival là cực kỳ quan trọng, tại vì có rất cái sàn nó rất là rộng nha, nên rất cần được bảo vệ cũng như là làm đẹp cho xe. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người một cái thảm lót sàn dành riêng cho xe Kia Carnival. Mọi người thấy đây, đây chính là thảm đúc tràn viền full bật cửa của thương hiệu OTV. Mọi người thấy không, quay từ xa mọi người bước vào á, mọi người thấy nó tông sạc tông cực kỳ nha, có nghĩa là nó được quét 3D, nó full bật cửa, nó full tràn viền và nó full sàn xe. Nó quét 3D nên anh em thấy nè, nó rất là khít nha, nó khít nè, anh em thấy đây, đây chính là cái viền của nó nè. Nè anh em thấy không, nó khít rịch luôn nè, nè khít rịch nè, gõ lên không thấy ha. Hai cái nút đây, hai cái nút này là hai cái chốt cố định, khi lắp lên xe chúng ta nhấn cái cọc vào là nó sẽ cố định, nó chống trượt nè anh em ha. Tao đẩy tới đây luôn nè, đẩy cực kỳ mạnh nè. Nè rồi chúng ta bước lên chúng ta sử dụng á, anh thấy không, đẹp cực kỳ ha. Anh em thấy nha, đây chúng ta lái xe chúng ta sử dụng nè, chúng ta đề xe lên thử nữa nha, tao đề xe thử cho anh em đây đó. Lái xe nè, lái xe nè, lái xe nè, anh thấy không, ga nè, thắng nè, ga nè, thắng nè, nó không có trượt. Nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm của cái thảm 5D, 6D trên thị trường hiện tại, đó chính là trơn trượt nè, nó cong ven nè. Anh em thấy cái thảm 5D, 6D xài thời gian á, là mấy cái góc cạnh này nè, nó cong ven hết nè, góc này nó cong ven hết, và đặc biệt là nó trơn trượt như là đẩy tới trượt lui nè, nó làm cho chúng ta lái xe rất nguy hiểm nha. Rất nhiều cái trường hợp mà cái rủi ro xảy ra đó là khi mà chúng ta mang giày hoặc chúng ta mang guốc á, chúng ta lái xe thì cái thảm 5D, 6D nó trượt, chúng ta đạp ga nè, chúng ta đạp thắng nè, nó bị kẹt ga kẹt thắng. Còn cái thảm đây nè, thảm đúc tràn viền của OTV anh em nha, logo thương hiệu cực kỳ nổi bật và đẹp ha. Đây nó cố định như vậy, nó quét 3D như vậy thì cái việc trơn trượt không thể nè, anh em đẩy tới nè, kéo lui nó không được nè, thì làm gì trơn trượt được đó. Và đặc biệt cái thảm này là nó là nhựa TPE cao cấp, nó dai cực kỳ anh em không, nó dẻo dai cực kỳ, nó vừa cứng nó vừa dẻo dai, nên khi chúng ta càng xài lâu á, cái độ bền và cái độ mà nó mềm ra, nó dẻo ra, nó bám sát sàn xe càng tốt nữa anh em ha. Bây giờ Tâm sẽ quay qua bên phụ cho anh em coi, tao bên tài và hàng ghế sau cốp như nhau thôi, nó được đúc đồng bộ từ trước nè tới sau tới hàng ghế phụ, hàng ghế chính luôn nè. Đây em coi hàng ghế phụ nè, anh quay từ mà xa bước vô luôn, quay từ xa bước vô anh thấy không, nó tông sạc tông cực kỳ đẹp đó. Đặc biệt cái là anh em hình dung là cái việc mà Tâm hay nói là tràn viền phun bật cửa để giữ nước nè, anh test thử cho anh em coi nha. Đây ví dụ nước đi, chúng ta bị rớt nước rớt bụi nè, anh quay kỹ kỹ cho em nè, có nước nha. Bây giờ trong quá trình sử dụng xe chúng ta bị rớt nước rớt bụi, rớt trà sữa, rớt cà phê xuống nè, anh em thấy không, nó cực kỳ an toàn cho xe của mình, nó rớt nước nó giữ nước tại đó hết. Chúng ta chỉ cần việc lấy khăn hoặc lấy nước á, chúng ta lau sơ qua đó, cái khăn lau sơ qua vậy thôi nè, lau sơ qua nhẹ nhàng đó, lau tới đầu thấm nó sạch sẽ cực kỳ nha. Tâm chỉ lấy miếng khăn giấy tâm lau thôi, nó thấm hết nè anh em thấy không, nó thấm hết ở đây, chúng ta chỉ cần lấy khăn á, chúng ta lau là nó sạch sẽ cực kỳ, vệ sinh cực kỳ dễ anh em ha. Đó cho anh em thấy được là khi mà chúng ta sử dụng cái thảm lót sàn tràn viền phun bật cửa của OTV á, nó bảo vệ xe cực kỳ tốt, nó chống nước chống bụi cực kỳ tốt và vệ sinh cực kỳ dễ dàng. Anh em chỉ cần lấy khăn lau nè hoặc cầm cái thảm này, chúng ta gỡ chúng ta hất ra ngoài cái nó sạch sẽ cực kỳ. Còn cái độ đẹp đó anh em tự đánh giá nha, anh quay gần đây, quay gần đây giùm em xíu đó, về đồ thẩm mỹ anh em tự đánh giá anh em thấy không, nó hoàn thiện cực kỳ luôn, nó đẹp nè, nó che được hết cái bậc cửa, và khi chúng ta bước xe bước chân lên nè, bước chân lên bậc cửa, thường thường cái thói quen chúng ta hay bước chân lên bậc cửa đây, thì nó bảo vệ luôn bậc cửa để tránh chày cái bậc cửa này anh em ha. Đó còn vệ sinh rất là dễ, chúng ta chỉ cần lau thôi, nếu có nước rớt vô, có bụi rớt vô, chúng ta chỉ cần lấy khăn chấm sơ lau sơ này, lau sơ qua, lau sơ qua, lau sơ qua, lau sơ qua, thấy không, sạch sẽ cực kỳ. Và đặc biệt đây là nhựa TPE nha, TPE là nhựa ứng dụng trong lĩnh vực y tế nè, thực phẩm nè, nó chống nước nè, nó không mùi nè, nó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nè, nó không ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng cực kỳ tốt. Và giá thành thì là cực kỳ cạnh tranh, cực kỳ mềm để bảo vệ một cái sàn xe tuyệt đối nha. Bảo hành 2 năm, nhưng mà thật sự chất lượng 5 năm, 10 năm không ảnh hưởng gì cả. Ok, anh em cần gì liên hệ trực tiếp với mình, đặc biệt là một cái sản phẩm vừa đẹp vừa bảo vệ xe thật là thiết thực thì hãy inbox trực tiếp bên mình. Bye bye anh em.